Ngay lúc này Di Khờ và Kiệt gấp gáp đi tìm chỗ ở mới vì khu này sắp bị giải tỏa. Sau khi mà nghe mấy cái tin mà chuẩn bị đi giải tỏa, cảm xúc của chị Nhi như thế nào? Có lớn không chị? Thì chị cũng buồn. Chị tưởng đâu về đây sống yên ổn rồi. À, cũng như là chị Nhi là cứ tưởng là về đây là chị Nhi là sống hết cái thời gian là mình sẽ ở đây luôn hen. Chung mà ở luôn thì chắc không ở luôn. Nhưng mà nghe vậy rồi buồn cho những cái mà mình có cơ hội mà mình đánh mất á. Ồ. Như là bởi cái... vì người ta thường nói câu á, biết trước thì làm giàu hết rồi. À. Và mình cũng không bị tật nguyền. Ừ. Biết như... trước cái đó thì mình né rồi. À. Nhưng mà bây giờ thì nó đã quá muộn rồi. Nếu mà chị ước gì quay được thời gian, mình sẽ tút lên ha. Tút cái gì mà tút? Cũng như bây giờ mà chị Nhi đang ước gì mà được quay lại lần nữa là chị Nhi sẽ khắc phục những cái đó ha. Nhưng mà đời người không có ai được cơ hội lần thứ hai lên mới. Cứ nghĩ là đâu là được ở đây lâu dài ha. Mình nghĩ là ở trong rừng trong gố này. Chị Nhi nghe được. Yên tâm mà. Chị Nhi là nghe được cái thông tin này lâu chưa? Vừa mới. Rồi rồi. Chắc mấy ngày nay chị Nhi cũng buồn dữ hả chị Nhi? Chị Nhi cũng bạc cái đầu rồi. Hiện tại sắp tới này mình có định hướng về đâu ở không chị Nhi? Sau khi không mà mình giải tỏa. Không có định hướng nữa nè. Giờ cuộc đời của chị không biết làm sao cứ nghĩ hoài nữa. Sao rất là nhiều những cái hiện tại giờ đang ngập đến chị Nhi với anh Kiệt nè. Hết chuyện này tới chuyện kia luôn. Mình dự tính là mình sẽ đi đâu? Giờ mấy nữa chị đi lấy thì sao chị đi xin với chị dò được chỗ nào đó chị dò. Chị như chị Nhi, mình có nghĩ là mình sẽ đi cắt một cái trại ở chỗ khác không? Hay là sao? Chị có suy nghĩ tới nhưng mà bây giờ thì sao không biết. Cuộc đời chứ. Nhỏ lớn rồi chị chưa hề được một ngày nào vui vẻ và được ngày nào hạnh phúc hết. Nó lớn là xíu gì vậy? Giờ chị nói không muốn nổi luôn rồi. Sao mà người ta được hạnh phúc là tại vì người ta trước người ta có tu hay sao? Còn chị làm nghiệp quá. Thôi chị bây giờ chị lãnh. Như cái vấn đề mà trước hay là cái sau đó thôi, mình đừng có nhắc tới. Mình chỉ lo là cái bây giờ hiện tại là chị đang lo mà lo không biết sao nữa nè. Tại vì cơ hội chị đánh mất quá nhiều rồi. Bây giờ có mở miệng ra nói cho chăng nữa cũng không dám nữa. Thì bây giờ tính tới đâu thì tính tới đó thôi. Đúng rồi. Bây giờ còn không rồi kiếm giờ chơi vậy đó là sắp giải tỏa hết rồi. Ý là trên kia người ta bán cà phê ở mấy chục năm mà người ta còn thấp xuống người ta còn đi nữa cơ. Không mấy gì nữa đi người ra. Người ta hỏi các cái nhà nhắc được không còn không cho cắt nữa mà. Thôi thì tự nhiên thì cũng nói cả nhà như thế này. Thì cũng có là cô Lệ với chú Khương đó là cũng muốn cho chị Nhi một cái nhà mini lưu động, đó là có thể là tháo vỏ nó kia di dời như khoảng 7-8 người là ginh được cái nhà và chỗ khác đó, nhưng mà hiện tại bây giờ là không được nghe cả nhà đó. Thì vừa mới được cái tin đó thôi mà lại nghe là cái tin là khu này không có được ở nữa. Mấy thì chị Nhi với anh Kiệt nè là đi ra ngoài giữa đồng đi dựng cái trại ở ha, ngoài đó thì là trống luôn đó. Xung quanh là đồng ở sao có cho không? Kiếm khu nào đi, không có ai đó ra ngoài ở thôi.
cái giờ với cái trại như thế này thì đi vòng vòng thì cặp xong thì chắc không được rồi, cái chỗ khác thì chắc không được đâu. Chỉ có nước là đi vô gò ở đâu ở giống đi chứ vô đó mát, hai vợ chồng đó thì cũng có đi đường quyền này kia cũng không ai biết. Xung quanh thì đồng ruộng này kia là cá mắm này kia là xung quanh có hết, hướng như vậy thôi. Còn bây giờ như mà kiếm mà nhà quan hay là cầu này kia giờ chắc cũng là không có, nó rất là ít. Thì lúc trước là chị Nhi này kia cũng đã vuột đi những cái cơ hội đó, là những cái chỗ mà sạch sẽ nhưng bây giờ thì không được, nó đã qua rồi đó. Thì sau khi mà chị Nhi nghe được những thông tin này thì cũng đang rất là không được vui. Sao mà chị thấy là có người á, họ vui vẻ như một đứa con nít vậy, thấy sao mà họ hạnh phúc quá, họ không biết gì chứ. Họ không suy nghĩ gì chứ, còn cái mình suy nghĩ là này tới này nọ, mình vẫn lo mấy cơm mình đâu, rồi cộng thêm cái bệnh tật nữa. Ông nói chị nè, như là người ta, chị đừng suy nghĩ như vậy. Người ta thí dụ nền móng người ta đã có sẵn đó, là người ta mới vô ưu vô lo, thấy không? Rồi còn chị Nhi là nó không là có cái gì hết. Nói á, cái người mà đầu óc không có được bình thường á. À, tức là nãy giờ chị Nhi đang nói anh Kiệt á hả? Không có. Chị thấy người ta ngoài đường nó sống vui vẻ, cười vui. Nhưng khi người ta nói, người ta ở, người ta ngủ. Người ta muốn nằm ngủ là người ta nằm ngủ. Tất nhiên là hiện tại là mình đang với anh Kiệt là không có hạnh phúc hay sao? Không có, như là hiện tại giờ phải đi, mà biết đi về đâu đây. Thì chuyện gì đến thì đến rồi, thì phải từ từ sẽ tất cả những cái gì thì cũng đều có hướng giải quyết đó, không có gì mà giải quyết không được. Rồi anh Kiệt, sau khi anh nghe thông tin như vậy anh Kiệt, rồi anh có những cái dự tính gì chưa? Chưa luôn, lắc đầu rồi. Để chút xíu nữa anh Kiệt đang ăn cơm cả nhà, để xíu anh ăn xong rồi ra hỏi anh thử coi nó như thế nào. Thì anh Kiệt là nói cái từ trụ cột thì nó cũng không đúng, nội trợ cho trong gia đình thì cũng sẽ có những cái ý kiến về cái vụ này ha, để coi anh suy nghĩ tới đâu. Thì nãy chị Nhi cũng nói là vô lo là anh Kiệt, thấy anh Kiệt cũng hơi giống với cái câu đó, để xíu tôi hỏi anh Kiệt như thế nào. Dạ, chị Nhi thì bây giờ tâm trạng là không được tốt đó, sau khi nghe được cái thông tin đó. Thì chị Nhi có nghe thông tin là bao giờ không? Chỉ là chưa nghe hen, chỉ nghe được thông tin là khu này là vô giải tỏa thôi. Dạ. Chưa nghe được thông tin là chính thức về đây hen. Nhưng mà thế nào nó cũng sắp đến thôi. Nguyên khu này là giờ đi hết luôn hen. Dạ. Trời ơi, tình luôn. Không, với lại á, là một phần nó có như thế này là hiện tại là chị Nhi với anh Kiệt là không có cái cẩu ở đây, nên nó cũng không thể mà bên kia, trên người ta không có sắp xếp được để đi ra tuyến đó. Thì cũng đó là một cái không tốt. Rồi thì nhà hỏi chị Nhi này là hả, mà sau khi mà chị Nhi đi chụp cái giò đó, rồi lúc đó là tới bây giờ là cái tinh thần chị Nhi đã bớt chưa, cũng như là mình đợt hổm á, mình chưa đi chụp á, mình cảm thấy cái giờ hổm chị Nhi có nói đó, sau khi chụp còi chị Nhi thấy sao? Mình thấy là những lời nói bên chuyên viện kia là không đúng, còn của mình sao thì bác sĩ đã làm ra chụp hình ra rồi, nhưng mà mình nghe một trái chiều nói á, là chị nghe bên nào, bên trái chiều nào đó, bên bé á, là nói á, giấy tờ đó là giấy tờ giả. Nhưng mà nếu đã nói á, vậy thì xin dắt tôi đi chụp. Rồi tiền chụp đó xin trả giùm tôi. Về cái gì phần cái giấy tờ đó cả nhà, thì vì một số lý do là mình không thể chụp được để đưa lên trên Face, hai mọi người hiểu vấn đề ha, đầy tiêu chuẩn như là này kia nọ đó, là không có đưa được hết tất cả nguyên cái tờ nguyên như vậy đem lên được, mọi người cũng thông cảm.
nó ai muốn gì thì cứ việc inbox riêng, người ta gửi riêng cho quý vị coi đó. Còn như thí dụ nè, nói em thấy mẹ trong trắng rồi, sao mà cái gì cũng sai em cho vậy anh? Áo chân tao mệt thử. Ừ, thôi đi chị Nhi, nhìn hai người nhịn tiếng đi, nhịn ăn gì ha, nó còn mừng nữa. Rồi như mà vấn đề mà cái giò chị Nhi đó thì như ai có ở gần đó thì dẫn ống tin đó thì có thể là xuống chị Nhi nè rồi dắt đi chụp lại lần nữa. Ừ, nó rất là đơn giản thôi, chẳng chụp chân cuốn đâu đó. Ừ, cuốn tao giờ nó cũng có nhắc đó. Rồi chiều nay mình ăn cơm gì chị Nhi? Trời ơi, rồi quá trời, cũng y gan vậy đó, mà có cái bọc đại gì đâu mất tiêu nữa. Cái vấn đề này là nói cả nhà mình như thế này là mình không thể nào mà ngày trước ngày sau là kêu là nó sẽ là cái tính tình nó sẽ là đáp ứng theo liền, nó không thể nào ngày một là làm liền. Cái gì nó cũng phải cái vấn đề thời gian, nó thay đổi hay không là chị Nhi với anh Kiệt thôi. Tất cả mấy anh em lại đây là luôn luôn là khuyên đó, muốn cái gì cũng là tốt nhất là cho chị Nhi với anh Kiệt đó. Sao bữa nay nó hơi không được rồi nè, có chọn là kia anh Kiệt, anh Kiệt nội chợ mà kỳ vậy. Mới quét rồi hả? Thấy cũng có quét nè, nhưng mà như cái cách sắp xếp đồ đạc này kia thì không được nghe, sửa lại nghe anh Kiệt. Bởi vì chị xin có ba lết á. Mưa tới rồi ba lết nè, đang để đồ đạc. Xong lấy cái miếng mấy cái miếng dán ở dưới cũng tựa như cái miếng dán giường đó, lôi cái ngoài này nè, ta đặt ngoài này đi, đúng không, cho nó sạch hơn, bự luôn, to luôn, mình ngồi ở đây là khỏe luôn. Chắc vậy quá. Ừ, chi dồn vô trong đó rồi đầu bọc này kia bay rồi nó dính trong chổng, mình quét dọn này kia nó khó. Chắc là ngoài này sẵn rồi, nấu rồi. Ừ, dọn cái chỗ này nè, chở cây này ra để từ ngoài này nè, để ra tới dò chị Nhi nè là ok, ngồi đây làm đi đó. Bữa nay chị Nhi ngồi ghế này hả? Trời ơi, tưởng đâu ghế xài không được chứ, ghế xài không được thôi quăng luôn chứ làm cái gì vậy, không thì nào có gì xài không được kêu em nghe, kêu tàu tét vô em bán tàu tét. Đúng rồi chứ xài không được mà. Thôi thì cũng như là như mà mỗi lần mà chị Nhi với anh Kiệt á, mà có đi đâu xin đó, chỗ nào xa xa đó mình để ý coi là có chỗ nào đó trống trống đó thì mình dời lại đó đi. Chứ đồ cũng đâu có nhiều đâu. Bỏ vô bao thôi mình đi rồi. Chiếu là đem mấy cái đồ mà có nó được còn nguyên nguyên ok á thì mình đem đi, cái nào không được thì mình bỏ lại. Như cái chổng này là hai người tội tí te nhiều quá thấy nó cũng hư rồi nè, thì cái đó chắc cũng đâu đem đi được. Đâu. Ừ. Mà nói cái thời gian á, người ta chỉ là nghe thông tin đó thôi, không chừng nhiều khi nó cũng hơi lâu nữa sao, đúng không? Mình chỉ là cái dự tính trước, như là có đi đâu đó mình nhìn, mình để ý thử coi, mình nhắm chỗ đó rồi nữa từ từ nữa có đi thì mình về đó thôi. Anh Kiệt mấy bữa nay có đi làm gì vậy? Mấy bữa nay anh Kiệt có đi làm không? Thì bữa đó tới bữa nay là Vinh cũng cách mấy ngày cả nhà mới ra đây. Ồ, củ kiệu hả? À? Sao héo quá trời. Ta cho mà. Kiểu này tính xào chuột cái gì? Ờ, tính xào hai con chuột nè. Trời, còn gì đâu trời, lặt ăn cái nó muốn hết luôn rồi kìa. Trời, đồ người ta cho mà em cũng ăn được mà. Ừ, thì thôi đi chứ, được chút nào hay chút đó, đúng không? Ừ. Rồi mà mấy bữa nay chị Nhi có đi xin không? Có. Xin giờ này có đi chỗ nào mà nó gần gần không? Có, không ngử. Ồ, cũng có một bà chị kìa ở dưới Long An á chị Nhi. Ừ. Là kêu nếu mà chị Nhi có đi xin xuống tới Tân Hưng á. À. Thì gọi cho chị ấy. Chị hả? Chị ấy sẽ... mua đồ ăn này kia cho chị Nhi vài ký gạo. Nếu có xin người đó tại đà hỏm là cứ nghe là chị Nhi là đi xuống tới Tân Phước. Có, chắc là mời đi đó.
mời đi hen. Rồi chút xíu đã có gì em đưa số của chị đó cho chị hen. Chứ khi nào mà chị xuống Tân Hưng á thì còn không nữa chị gọi trước đi hỏi chính xác là chị ở đâu. Rồi xuống đó lại chợ đó sẵn xin đi rồi gọi chị luôn. Chị cho vài ký gạo này kia để về cũng có mà ăn. Đó thì không ai mà vươn vòng tay hoài. Nói vậy thì đã hỏm bao gạo cũng được 11 ngày, 12 ngày. Dạ. Ừ, cũng được 12 ngày. Đó, do đã hỏm quá nhiều. Rồi em khuyên chị Nhi với anh Kiệt lần nữa hen. Mình nuôi bớt cúng lại. Đó, kiểm đi. Nghe em Kiệt. Nữa mình nuôi bớt cúng lại nghe. Không có mà ai cho cũng nhận về nghe. Mình gạo thóc này kia mình lo cho mình cũng nó chưa có đủ đâu đó. Đừng có đem gì nhiều quá. Bỏ chỗ nào sạch chứ nhí. Trời ơi, định thọt tay bỏ này hả? Lấy cái bọc, để cái bọc. Cũng phải rửa lại chứ mày. Trời ơi, cây nhà chị Nhi còn không có cái rổ nào luôn hả? Rổ. Còn có cái rổ này thôi hả?